Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin trao cho gia đình được giải ba 15 triệu. Bên cạnh đó thì con có một chút quà 5 triệu biếu bà và các cháu. Mong chúc bà sức khỏe, các cháu cũng khỏe mạnh và cố gắng trong cuộc sống. Các cháu chăm ngoan học giỏi nhé. Bà cảm ơn con, bà cảm ơn chương trình. Con rất cảm ơn chương trình và cô chú. Bà cảm ơn. À, rồi cảm ơn con. Chúc mừng con. Xin mời Quốc Thuận. Thay mặt chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt cũng như là Hoa Sen Home, ống thép Hoa Sen, xin gửi tặng gia đình với giải nhì trong chương trình ngày hôm nay với trị giá là 20 triệu đồng. Xin chúc cho gia đình có, và nhất là anh, có thật nhiều sức khỏe và con sẽ càng ngày càng học giỏi. Và với số vốn này, chúng ta sẽ về để trang trải cuộc sống cũng như là chữa bệnh cho ba. Và con sẽ có được tiền để mà đóng học phí, để mà tiếp tục công việc học hành của mình nha. Chúc mọi sự tốt lành đến với hai cha con. Dạ, con cảm ơn. Và bên cạnh đó thì hồi nãy Quốc Thuận cũng có nói là xin gửi tặng cho gia đình của cháu Nương với số tiền là 5 triệu đồng nha. Và hy vọng rằng là đây chỉ là một phần quà nhỏ nhoi cùng với phần thưởng thật lớn của ngày hôm nay ở chương trình. Thì mong rằng là mẹ con sẽ nhận được một phép màu, sẽ giúp cho mẹ con có thật sức nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành để mà hãnh diện vì các con của mẹ học giỏi, ngoan ngoãn. Đó là niềm tự hào của mẹ và gia đình. Xin hết ạ. Cảm ơn Quốc Thuận. Chúc mừng cho gia đình Amy sẽ nhận được 20 triệu đồng. Và chú cũng hứa tặng cho con 5 triệu để mua quần áo mới. Nhanh đi nhá. Hôm nay gia đình con có 25 triệu đồng cùng với một phần quà của Đàm Hương tặng cho gia đình của em Lương nữa. Tặng con 5 nhé. Triệu đồng tặng cho con nữa. Tuyệt vời. Nói như phần quà rất là thiết thực. Còn bây giờ gia đình em Lương sẽ nhận được 60 triệu đồng. Chúng tôi xin mời ông Bùi Quang Tùng, giám đốc Hoa Sen Home chi nhánh tỉnh Nghệ An. Thì xin tặng phần quà đến gia đình cháu là 60 triệu đồng. Chúc mẹ cháu là, theo chú được biết cái mẹ cháu đang bị bệnh, thì chúc mẹ cháu có cái số tiền để chữa khỏi lành bệnh cho mẹ cháu. Cố gắng và các cháu là cố gắng là nỗ lực học tập, cố gắng nha. Và chúc ba gia đình hôm nay thì gặp nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và cố gắng cho những cái chặng đường phía trước. Vâng, xin cảm ơn. Quý vị thấy đó, những niềm vui vỡ hòa trong chương trình Mám Gia Đình Việt. Chúng tôi phải cảm ơn sự nỗ lực của đạo diễn, MC, diễn viên Quốc Thuận cùng với diễn viên Đàm Hằng. Các bạn đã cố gắng nỗ lực rất nhiều trong nụ cười hôm nay, hạnh phúc hôm nay. Có những giọt mồ hôi của các bạn, có sự cố gắng các bạn. Thật là cảm động với những tình cảm đó, thay mặt cho những mảnh đời bất hạnh. Cảm ơn Quốc Thuận một lần nữa, cảm ơn Đàm Hằng. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.